từ tang lễ của kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ tại thành phố Stockton, Vũ Nhân. Kính chúc quý vị khán giả đã truyền hình SVTN. Thưa quý vị, kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ, người đầy nhiệt huyết, thiện chí, sôi nổi. Ông ra đi là một mất mát lớn với cộng đồng người Việt tị nạn. Tang lễ của ông được long trọng tổ chức trong 2 ngày, thứ 6 ngày 12, thứ 7 ngày 13 tháng 1 năm 2024 tại thành phố Stockton, California, Hoa Kỳ. Kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ, pháp danh Hồng Khánh, từ trần lúc 6 giờ 46 phút tối Chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2023, nhằm ngày 5 tháng 11 năm Quý Mão tại thành phố Stockton, tiểu bang California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 73 tuổi. Thưa quý vị, ông là Chủ tịch Hội Diễn Hồng thời đại Tây Bắc Hoa Kỳ, cựu Chủ tịch Khu hội của Tiểu bang Chính trị thành phố Stockton. Ông đã từng đại diện cho Thượng nghị sĩ Gia Đức Nguyễn của tiểu bang California tại miền Bắc California, và ông cũng đã từng đại diện cho dân biểu Trần Thái Văn tại miền Bắc California. Chúng tôi là Nguyễn Tấn Trường, bào đề của ông Nguyễn Tấn Thọ, xin đại diện gia đình có vài lời truy niệm về tiểu sử thân thế của anh chúng tôi là Nguyễn Tấn Thọ, pháp danh Hồng Khánh. Trong hành trình 73 năm của đời người, tiểu sử sự nghiệp của ông Nguyễn Tấn Thọ có thể tóm tắt như sau. Ông là một người yêu nước, kiên định lập trường chống cộng, là người con chí hiếu với mẹ cha, là người anh biết hy sinh và yêu thương gia đình. Trong phạm vi gia đình nhỏ, ông là người chồng, người cha suốt một đời tận tụy và hy sinh, là niềm tin, là chỗ dựa cho các con của mình. Và điều quan trọng nhất là ông còn là nhân sĩ, không bao giờ quên căn cước của mình, luôn xác định mình là người Việt tị nạn cộng sản, một lòng sắt son với quê hương. Chúng tôi xin trân trọng kính chào và xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào toàn thể ban quyến cùng quý vị hiện diện và được sự ủy nhiệm của giáo sư Nguyễn Văn Canh. Tôi xin đọc nguyên văn bài phân ưu của giáo sư Nguyễn Văn Canh sau đây. Mỗi khi anh phát động một công tác gì để lên án tàu cọc với mưu đồ bành trướng xâm chiếm Việt Nam, có sự đồng lõa của dưới Đảng Cộng sản Việt Nam, em đã tích cực tiếp sức với các anh chị em khác để thi hành các công tác ấy. Các công tác em thực hiện vượt quá mức bình thường. Em đã tỏ ra là một công dân gương mẫu cho đến nay. Như Nguyễn Tấn Thọ, nguyên là Chủ tịch Hội Diên Hồng thời đại Tây Bắc Hoa Kỳ, cựu phó hội trưởng khu hội cựu tù nhân chính trị thành phố Stockton, thành viên ban chấp hành đặc khu Trương Tử Anh một Đảng Đại Việt Cách Mạng. Ngần ấy, những nhiệm vụ mà anh đã gắn bó, anh đã đóng góp, nói lên sự đóng góp không nhỏ của ông Nguyễn Tấn Thọ cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại Hoa Kỳ. Giờ đây, thay mặt cho ban chấp hành và toàn thể hội viên Hội Người Việt Cao Niên, xin thành kính chia buồn cùng tang quyến. Không gì hơn, một lần nữa tôi đại diện khu hội nhân dân chính trị Stockton thành kính tâm lưu cùng gia quyến và cầu nguyện hương linh kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ, pháp danh Hồng Khánh, được về với chư tăng trình độ, về với Đức Phật, trân trọng thành kính tâm lưu. Xin anh thanh thản ra đi, và mọi người nói là anh đã chết. Riêng anh em của cơ sở thì ban hộ nguồn nói là anh vẫn sống, sống trong cái trái tim của tất cả mọi người. Xin thân thật chia buồn, xin cảm ơn. Chúng tôi được hình thương thiện. Trước hết, xin được thay mặt luật sư Trần Thái Văn, vì bằng việc công tác không đến được, nhờ ông nhờ tôi chuyển lời chia buồn đến tham gia. Chúng tôi xin thay mặt anh em thành viên Phong trào Tự do Việt Nam đến đây để cúi đầu chia buồn cùng tham gia trước sự ra đi của kỹ sư Tấn Thọ. Tôi Nguyễn Tấn Thực, hội trưởng Hội Cảnh sát Quốc gia Bắc Ca Binh, xin kính gửi đến bà phụ kỹ sư Tấn Thọ
và toàn thể ban quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Và chúng tôi rất biết ơn và luôn luôn nhớ mãi cái sự nhiệt thành, cái lòng nhiệt huyết của anh. Hôm nay cái sự ra đi của anh là một sự mất mát lớn lao cho gia đình, đồng thời cũng là một sự mất mát cho cái cộng đồng người Việt ở đây. Tôi tên là Nguyễn Tận Hương Vân. Tôi là em gái kế của anh Nguyễn Tấn Thọ. Thưa cô có những cái kỷ niệm nào về chú mà sâu sắc nhất cho tới bây giờ thì cô có thể kể lại cho con cháu nghe. Thật sự mà nói là tôi là đứa em gái kế và rất là gần gũi với anh trong những ngày tháng mà ở Huế đó. Thì lúc mà anh Thọ đi học tập ở cải tạo Bình Điền, tôi là đi dạy ở trường cấp 2 ở Phong Thu. Ở Huế là tôi cũng thương anh mình, tôi dành dùng một ít đồng tiền ít ỏi của mình và tôi mua một ít đồ ăn để bởi thăm anh khi mà được xin giấy phép đi thăm người thân ở trại cải tạo Bình Điền. Thì suốt cả một đêm dài như vậy và mong đến gần sáng để đến nơi để đến thăm anh, tôi vào thăm anh thì được những người công an của trại tù báo cho biết là ông Nguyễn Tấn Thọ đã bị biệt giam rồi, không có thể thăm được. Thì tôi mới hỏi là vì sao anh tôi bị biệt giam. Thì người ta trả lời rằng là anh của cô là chống đối lệnh của nhà nước, của trại tù. Thì tôi cũng nghẹn ngào, cũng đâu biết nói gì hơn. Cho nên tôi đành bảo rằng là cho tôi gửi đồ ăn lại, người ta cũng không cho nhận. Đi thăm, không có thân nhân đi thăm nhiều. Mà lại có những lần đi được thăm á, thì lại không cho vô, không được nhận đồ. Là cái kỷ niệm đó mà tôi không thể nào tôi quên được hết, mà tôi mang theo trong người. Thì bởi như vậy cho nên chúng ta mới thấy được là sự hy sinh của thời anh, cái thời của chúng tôi là cái thời đó là chú bác, anh chị của thế hệ trẻ sau này đã quá nhiều hy sinh, đã quá nhiều chịu đựng. Cho nên mới thấy giá trị của những cái sự hy sinh đó để mà các em thế hệ trẻ sau này nên có một cái nhìn về cái thời đó để nể phục thế hệ đàn anh, đàn chị và chú bác của mình. Đó, tôi nghĩ như vậy. Thầy tên là Thầy Minh Đạt. Tấm thơ ra đi thì đạo tràng nó riêng mất đi một tay làm vật sự, cộng đồng mất đi một tay mà luôn luôn rằng có mặt ở trong cộng đồng để lo cho cộng đồng. Và thầy luôn luôn cầu nguyện cho Nguyễn Tấn Thọ. Tôi là hội trưởng Võ Duy Linh, hội cựu tù nhân chính trị Việt Nam Stockton. Đối với khuôn hội tôi rất vô cùng thương tiếc. Anh là một người năng nổ trong cộng đồng. Anh rất là năng độ, nhiệt tình và nghĩa là rất là nhiệt tình với cộng đồng của mình. Hôm nay anh ra đi tôi rất là buồn. Là Lê Chi Andy ở tại Sacramento. Anh Thọ là hoạt động ngoài xã hội rất là nhiều nên từ Sacramento xuống để thắp kỳ hương và để tiễn đưa cầu nguyện ảnh về nơi cảnh giới an lạc. Xin kính chào anh Vũ Nhân. Tôi là Nguyễn Tấn Trường, là em ruột, là bào đệ của anh Nguyễn Tấn Thọ, hương linh Phật tử Hồng Khánh vừa mới qua đời. Thật sự là trong quá trình diễn ra lễ tang chúng tôi rất là ngỡ ngàng và rất là xúc động. Chúng tôi vô cùng xúc động khi được đón tiếp và được sự quan tâm ưu ái của tất cả các quý vị, hội đoàn, đoàn thể, các đảng chính trị, các tổ chức, các thân hào nhân sĩ và đặc biệt có giáo sư Nguyễn Văn Canh, tuy không đến dự được nhưng đã gửi lời chia buồn qua bức thư rất là đầy tâm huyết của giáo sư. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Thưa anh Vũ Nhân, phóng viên của Đài VN, tôi là vợ Quỳnh Thọ, Hồng Lan ở San Jose. Sự ra đi của anh là một sự thiếu thốn rất là trống vắng. Thì người đi thì đã đi, người ở lại khi nào đau khổ hết. Quý cảm ơn Hòa Thượng Chùa Quang Nghiêm, cảm ơn quý thầy, quý sư cô và cảm ơn tất cả đạo tràng của ba chùa, chùa Tiên Quang, chùa Quang Nghiêm, chùa Kiều Đàm và chùa Giác Hạnh đã tới để cùng dâng lời cầu nguyện cho ông chồng tôi là Nguyễn Tấn Thọ được siêu sanh tịnh lạc quốc. Bên tất cả hội đoàn nữa, tất cả hội đoàn tại hội đoàn từ San Jose đến Stockton đến thăm viếng và dâng lời cầu nguyện và cảm ơn tất cả
anh chị em gần xa biết anh Nguyễn Tấn Thọ cũng tới để mà xin lời cầu những lời cầu nguyện. Phụ nhân tường trình cho đài truyền hình SBTN từ tang lễ của kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ tại thành phố Stockton, California, Hoa Kỳ.